Vừa qua, Tổ nhân dân tỉnh Cà Mau mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án chồng chiếc vợ do mâu thuẫn tình cảm xảy ra tại địa bàn Khánh Lâm, huyện U Minh vào ngày 31 tháng 7 năm 2018. Tuy nhiên, do bị cáo trong vụ án là Phan Trường Giang có nhiều biểu hiện mất nhận thức về hành vi, hội đồng xét xử đã tạm quản phiên xét xử để giám định tâm thần đối với bị cáo. Ngay từ khi bước vào phiên xét xử, trước những câu hỏi của chủ tọa phiên tòa dạy tên tuổi, cũng như nhân thân của mình, Bị cáo Phan Trường Giang, người đã trực tiếp gây án, chỉ trả lời những câu như không nhớ, không biết, đồng thời có những biểu hiện ngu ngơ tại phiên tòa. Hội đồng xét xử đã tiến hành nghị án, quyết định quản phiên xét xử, yêu cầu giám định tâm thần lần nữa đối với bị cáo. Được biết, trước khi diễn ra phiên xét xử, bị cáo Phan Trường Giang đã có trưng cầu giám định tâm thần và có kết quả là đủ năng lực hành vi dân sự để có thể giữ phiên xét xử. Theo hồ sơ vụ án, vào sáng ngày 31 tháng 1 năm 2018, Phan Trường Giang đến nhà bà Đặng Thị Đồng, xã Khánh Lâm, huyện U Minh để tìm vợ là chị Nguyễn Thị Đê. Tại đây, Giang và chị Đê xảy ra mâu thuẫn. Giang cho rằng vợ mình có người đàn ông khác nên lấy dao giấu sẵn trong người ra đâm nhiều giác vào người chị Đê, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi đâm chết vợ, Giang chạy xe đến công an xã Khánh Lâm đầu thú.